Em ra đây em đứng như bóng ma ấy, làm anh giật cả mình. Thế nào? Mấy ngày hôm nay anh ngủ ngoài này anh đã thấy thấm chưa? Anh sợ lắm rồi. Mấy hôm nay ngủ ở đây muỗi với lại côn trùng cắn, ngứa hết người em ạ. Cho anh vào trong kia anh ngủ nhá. Thôi được rồi, em sẽ cho anh vào trong kia ngủ, nhưng mà với một điều kiện. Anh còn cả điều kiện nữa cơ. Anh phải trả lời đúng câu hỏi này thì em mới cho anh vào ngủ. Trả lời câu hỏi nữa? Thế em đừng có mà hỏi khó đấy, hỏi dễ dễ anh còn trả lời được. Tôi hỏi đi. 1 + 1 bằng mấy? Em hỏi như thế này đến đứa trẻ con nó không trả lời được. 1 + 1 bằng 3 bằng mấy? Anh được á. Thế thì em sẽ hỏi câu hỏi số 2. Nhưng mà anh trả lời sai thì em mới cho anh vào ngủ. Trả lời sai mới vào ngủ cơ à? Thôi rồi, em hỏi đi. Đỉnh Everest cao bao nhiêu mét? Đỉnh Everest cao bao nhiêu mét à? 8.849 mét. Em đã search Google xem có đúng không? Đây, anh search cho em luôn đi này. Ui. Đây. Anh được á? Đi ăn ông à? Không dễ đâu. Ông cho chị cả tháng.